Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, 3 trận cờ 2 của Lại Lý Huynh tại Thiên Thiên Tượng Kỳ. Trận này vừa diễn ra tối qua, ngày 16 tháng 11 năm 2023. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên, Triệu Dịch Phùng cầm đỏ đi tiên, Lại Lý Huynh cầm đen đi hậu, chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。
Quân. Trang Quân. Trang Quân. Trang Quân. Trang Quân. Trang Quân.
chơi đến đây, sát cục, Triệu Dịch Phùng buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai, Đại Nam cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。chơi đến đây sát cục, Đại Nam buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ ba. Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Ngô Bình cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
将军。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 
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。chơi đến đây sát cục, Ngô Bình buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi, cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em, anh chị nhớ cho em xin một like, và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị. Em xin chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.